Mời bạn theo dõi bộ truyện báo ân cái đầu ngươi của tác giả sữa chua be be. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 16 là ngươi. Hứa tiên theo dòng người chật trội bị đẩy đi càng lúc càng xa. Chuyện gì thế này, nàng trong lòng tức giận nhưng vẫn nắm thật chặt túi tiền của mình. Phía sau đẩy đẩy nhốn nháo, căn bản không dịch người được, khiến hứa tiên phiền não không thôi. Mở miệng gào thét cũng vô dụng, vì tất cả mọi người đều đang bận chen chúc rồi. Rốt cục thoát được, hứa tiên nhìn chung quanh một chút, cư nhiên bị đẩy đi xa như thế, chỉ mơ hồ thấy bóng dáng cầu hình vòng. Làm sao lại đột nhiên chen lấn vậy, hứa tiên chăm mối nghi hoặc mà vẫn không có giải đáp. Mau trở lại thôi, tiểu bạch còn đang chờ thả đèn nữa. Hứa tiên sửa sang lại vạt áo bị chen lấn có chút sộc sạch, chuẩn bị xông trở về. Vừa đi ngang qua hẻm nhỏ, hứa tiên chợt phát hiện có điều kỳ lạ, đèn lồng trong hẻm nhỏ theo thứ tự dập tắt, nhịp nhàng đến mãnh liệt dị thường. Chẳng lẽ có ma, hứa tiên trong lòng run lên, theo bản năng đã muốn chạy trôi chết. Người chung quanh hiển nhiên không để ý đến hẻm nhỏ vắng vẻ này xảy ra dị tượng, bởi vì lúc này trên bầu trời bỗng nhiên nổ đầy pháo hoa. Tiếng vang khổng lồ che đi mọi tiếng động chung quanh, tất cả mọi người đều ngầm đầu nhìn pháo hoa sáng rực trên bầu trời. Cái trò pháo hoa này hứa tiên đã sớm xem ngán, cho nên lực chú ý vẫn còn hướng về phía hẻm nhỏ. Là ảo giác sao, hứa tiên mở to mắt nhìn bên trong, hai hắc y nhân hình như đang đuổi giết một người bị thương. Bởi vì thân ảnh chạy ở phía trước lào đảo, nhưng vẫn đem hết toàn lực đánh chết một người áo đen phía sau. Lúc trước đèn lồng dập tắt chính là do một người áo đen trong đó. Wow, phim võ hiệp sao, hứa tiên chấn động nhìn. Người cho là ta sẽ mang đồ trọng yếu như vậy trên người sao ít nói nhảm đi, thù hạ của ngươi đều chết hết rồi, ngươi mà chết thì sẽ không còn ai biết được thứ đó ở đâu nữa. Chúng ta từ từ tìm là được. Loáng thoáng nghe hai người nói chuyện, giết người đoạt bảo sao, hứa tiên liên tưởng, hạc y nhân kia to gan lớn mật nhưng cũng coi như có đầu óc. Lúc này trên trời pháo hoa vẫn đang không ngừng phóng ra, không ai chú ý đến tình huống bên này. Chẳng lẽ màn chen chúc vừa rồi chính là do bọn họ tạo ra? Còn đem người dồn đến hẻm nhỏ vắng vẻ như vậy, thừa dịp đang lúc bắn pháo hoa để xuất thủ thật là tính toán tinh vi a chỉ bằng ngươi cũng đòi lấy mạng ta sao Chấm, trong giọng nói có ngạo khí âm ngoan tàn bạo a à, sau đó là một tiếng kêu rên hiển nhiên người bị truy sát kia mặc dù đã thể sức suy yếu nhưng vẫn đủ khả năng cho hắc y nhân thương tích không nhỏ hứa tiên chớp mắt nhìn vào trong hẻm dựng thẳng lỗ tai nghe động tính nhưng thanh âm càng ngày càng nhỏ Hứa Tiên không nhịn được cẩn thận từng ly từng tí bước vào bên trong mấy bước. Tim giờ khắc này đập nhanh vô cùng, thình thịch, tựa như sắp nhảy tới cổ họng rồi. Thật đáng tiếc, người vẫn phải chết ở chỗ này. Đây là giọng của Hắc Y Nhân, chỉ là có chút suy yếu. "Chỉ bằng ngươi." Giọng nói này suy yếu hơn. Hứa Tiên tặc lưỡi cảm thán, người bị truy sát này thật đúng là mạnh miệng a. Đã chết chắc còn nói như vậy, bất quá, cũng rất cá tính. Có chút hợp khẩu vị của mình nha, chi bằng tới gần thêm một chút xem thử." Hứa Tiên đi khẽ như mèo, lặng lẽ sờ soạng đi qua. Nếu như đối phương không bị thương, nàng cũng không dám đi qua xem náo nhiệt. Nhưng là nghe giọng nói, xem chừng hai người đều bị thương không nhẹ rồi. Đến gần hơn một chút, Hứa Tiên nhờ ánh sáng phát ra từ pháo hoa trên trời mà thấy rõ ràng tình cảnh trước mắt. Hạc Y Nhân đưa lưng về phía nàng, trên tay nắm một thanh bảo kiếm dính máu đang từng bước tiến tới gần người phía trước, đi lại đã không ổn định như trước nữa, hiển nhiên bị thương không nhẹ. người phía trước tựa vào trên tường miễn cưỡng đứng im, trên tay cũng nắm một thanh bảo kiếm, chẳng qua bảo kiếm trên tay hắn dính nhiều máu tươi hơn, mà y phục trên người hắn cũng bị máu tươi nhiễm đỏ hơn phân nửa. hắn cúi đầu thấy không rõ mặt, giúp hay không giúp đây, hứa tiên suy đi tính lại, tính cách cái người bị truy sát kia cũng là hợp khẩu vị mình, chuẩn một con vịt chết mạnh miệng a. À. Căn cứ theo đoạn đối thoại của hai người, thì hẳn là Hắc y nhân kia muốn giết người đoạt bảo. Rốt cuộc là giúp hay không giúp đây? Hứa Tiên do dự, nàng tuyệt không muốn gây chuyện, thế nhưng trong mắt nàng, một kẻ giết người cướp của không coi ai ra gì rất đáng hận, có điều nếu muốn giúp người thì cũng phải có đủ khả năng mới được a. À? Hứa Tiên suy tư, rốt cuộc chậm rãi ngồi xổm xuống lục lọi trên mặt đất. Hắc y nhân bị thương không nhẹ, lực chú ý vẫn đều ở trên người kẻ phía trước nên không để ý tới động tĩnh phía sau cách đó không xa. Đi chết đi, hắc y nhân khẽ quát một tiếng, kiếm trong tay xoay múa liền chém tới người tựa vào bên tường kia. Xong đúng lúc đó, phía sau hắn chuyển đến một giọng gầm lên, xem bảo vũ độc châm của ta đây. Ám khí, đây là phản ứng đầu tiên của hắc y nhân khi nghe tiếng xe gió phía sau, hắn vội vã xoay người, xoay múa bảo kiếm thành vòng định đón đỡ. Nhưng vừa đụng phải cái gọi là ám khí kia, trên thân kiếm cũng bất ngờ bị đập nghiêng xuống. Tiếp theo, mũi kiếm sáng loáng từ lồng ngực của hắn xuyên ra. Vào lúc này, người phía sau đem hết toàn lực cầm bảo kiếm trong tay từ đằng sau đâm xuyên qua lồng ngực của hắn. Hắc y nhân ở một khắc cuối cùng nghĩ chính là, cái bạo vũ độc châm kia, rõ ràng là châm, làm sao lại nặng như vậy. Hứa tiên giờ khắc này là tư thế chuẩn bị chạy trối chết. Nàng hơi phát run, dù sao cũng là lần đầu tiên làm chuyện nguy hiểm như vậy. Nàng nghĩ kỹ rồi, nếu không thành công liền nhanh chân chạy trốn. Chạy vào trong đám người thì sẽ an toàn. Bất quá, người bị truy sát kia cũng thật lợi hại, biết nắm chặt cơ hội trong nháy mắt này. Hứa tiên xoay người liếc cục gạch ở góc tường, cảm thán cục gạch này quả thật không khác gì thần khí. Nàng mới vừa rồi lục lọi hồi lâu trên mặt đất, ở bên tường thấy không ít gạch đá. Liền ném qua một cục gạch nặng trịch, cái gì bảo vũ độc châm, nghe thôi đã biết là sáo rỗng rồi thế mà người nọ lại tin. Cảm ơn, chấm, người bị truy sát kia, thấy thoát khỏi nguy hiểm, rốt cục thả lòng người, dựa vào tường chậm rãi trượt xuống đất, trong miệng suy yếu nói cảm ơn. Hắn hiểu được người tới này đối với hắn không có ác ý. Hứa tiên từ từ đến gần người đang vô lực ngồi dưới đất kia, không biết tại sao, nàng cảm giác, thấy cái giọng nói này tựa hồ đã nghe qua, nhưng lại nghĩ không ra là đã nghe qua ở nơi nào. Đợi tới gần, pháo hoa lần nữa phóng lên trời chung quanh sáng lên hai người nhìn nhau hứa tiên hóa đá là ngươi là ngươi hai người chăm miệng một lời thấp giọng hô lên người bị trọng thương ngồi dựa vào tường bên kia không phải lương liên thì là ai hứa tiên kinh ngạc há hốc mồm nhìn người chật vật trước mắt hắn lại là lương liên giờ phút này lương liên chỗ nào còn thần thái phi dương ngày đó hắn hiện tại cả người đầm điểm máu chật vật không chịu nổi tựa vào góc tường chẳng qua giữa lông mày vẫn có chút ngạo khí. Lương liền thấy hứa tiên, trong con mắt lại dâng lên vẻ phức tạp khó tả, càng nhiều hơn là mừng rỡ. Hứa tiên khóe miệng co rút, sớm biết người nọ là lương liên, thì mình đã không ra tay cứu giúp rồi. Quả nhiên là duyên phận, công tử, ta đã nói rồi sau này sẽ còn gặp lại mà. Lương liên nở nụ cười, nói với hứa tiên. Hứa tiên khóe miệng vẫn còn co rút, rất muốn nói cho hắn, nếu sớm biết là ngươi, ta liền không cứu đâu. Nhưng vừa nghĩ tới tính cách có thủ tất báo của Lương Liên trên tivi kia, nàng nhịn xuống. Không để ý đến hắn nữa, xoay người định rời đi. Đợi chút, người đã cứu ta, chẳng lẽ không muốn bất kỳ báo đáp gì sao? Người có biết ta là ai không? Giọng nói suy yếu của Lương Liên vang lên phía sau hứa tiên. Không cần, hứa tiên bỏ lại một câu. Thật không cần, giọng Lương Liên vẫn rất suy yếu. Trong lòng hắn có chút nghi ngờ, không biết có phải hắn ảo giác không, mà hình như hắn cảm thấy trong giọng nói của hứa tiên có vẻ đề phòng cùng chán ghét. Người đã suy nghĩ kỹ chưa? Hứa tiên xoay người, híp mắt nhìn lương liên trên mặt đất, chợt đi nhanh qua, ngồi xổm xuống, hừ hừ cười nói, muốn báo đáp cũng được thôi, trên người có một ngàn lượng không, đưa cho ta. Như vậy chúng ta liền thanh toán xong, sau này sẽ không phải gặp lại nữa. Hứa tiên thật sự tuyệt không muốn cùng lương liên có bất kỳ quan hệ gì. Lương Liên giật mình, sau đó cười khổ, ta chỉ trị giá nấy bạc thôi sao? Đường đường thiếu chủ Lương Vương Phủ lại chỉ trị giá bấy nhiêu tiền. Nói ra sẽ bị người ta cười đến rụng răng mất. Ta nói nhà muốn báo đáp thì báo đáp nhanh lên, đưa tiền đưa tiền, sau đó đại lộ hai ngả, mỗi người một hướng. Hứa tiên trả lời vẻ đương nhiên, ánh mắt nhìn qua nhìn lại trên người Lương Liên, rất có khuynh hướng muốn tự mình động thủ cho lẹ. Túi tiền ở ngang hông của ta lương liên bất đắc dĩ trả lời hứa tiên cúi đầu vừa nhìn quả nhiên thấy túi tiền dính đầy máu sắt bên hông lương liên không khách khí giật xuống mở ra nhìn liền nhíu mày ngân phiếu bên trong đều bị máu tươi nhiễm đỏ rồi thật là đáng tiếc rất nhiều ngân phiếu giá trị không nhỏ a à? hứa tiên đau lòng một trận thôi bỏ đi không cần đều nhiễm đỏ hết rồi hứa tiên ghét bỏ ném tiền túi trả lại cho lương liên ngân phiếu như vậy chưa nói có mang ra ngoài tiêu hay không chỉ cần lấy ra thôi cũng đủ khiến người ta hoài nghi rồi người coi như chưa từng thấy ta đi ngươi ngươi có biết ta là ai không ta có thể cho ngươi hưởng vinh hoa phú quý vô tận đó lương liền thấy hứa tiên sắp rời đi vội vàng nói nói quá nhanh nên tựa hồ đụng đến vết thương trên người liền ho ra một ngụm máu tươi không cần ta nói nhà lương công tử ngươi vẫn nên tiết kiệm chút sức đi nếu không muốn chết thì đừng nói chuyện nữa ta đi gọi người giúp ngươi lần này thực sự sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Hứa tiên lành lạnh nói xong, chắp tay có lệ, rồi chạy đi. Nói giỡn sao, nàng so với ai khác đều rõ ràng hơn người trước mắt này là ai. Không phải là thân phận lóng lánh con nhà quan cộng thêm con nhà giàu hay sao. Lương liên tựa vào bên tường, nhìn bóng lưng hứa tiên đi xa, trong lòng phức tạp vạn phần. Bởi vì lương liên trong phim truyền hình vừa tàn bạo lại hay giận chó đánh mèo còn xuyên xương khóa người hứa tiên, cho nên hiện tại hứa tiên đối với người này có chút bóng ma tâm lý, kiên quyết không muốn cùng hắn có chút quan hệ nào. Ra khỏi hẻm nhỏ liền cằn lại mấy người, nói cho từng người biết chuyện đã xảy ra trong hẻm nhỏ, còn có quan lại quyền quý bị thương, nhanh chóng báo nha môn tìm đại phu, sẽ có ban thường. Kể cho nhiều người sẽ bảo đảm hơn một chút, hứa tiên ngừng đầu nhìn trời, cảm thấy lương liên này hình như có chút không giống với trong phim. Bất quá nàng lười nghĩ mấy thứ này, dù sao lương liên cũng là một nhân vật nguy hiểm, giữ khoảng cách một chút thì tốt hơn làm xong hết mọi chuyện hứa tiên liền chen chúc đi qua cầu lâu như vậy tiểu bạch chắc là sẽ sốt ruột lắm mà lúc này đây bạch tố trinh cùng tiểu thanh quả thật cũng đang sốt ruột chờ hứa tiên sao còn chưa xuất hiện có phải xảy ra chuyện gì hay không tiểu thanh có chút lo lắng nhìn bờ sông bên kia lâu thế rồi mà hứa tiên vẫn còn chưa thấy đâu bạch tố trinh cầm hoa đăng trong tay khẽ nhíu mày Ánh mắt nhìn về phía bờ sông đối diện cũng hơi lo lắng. Vừa lúc đó ở bờ sông bên kia, Hứa Tiên xuất hiện, dùng sức hướng Bạch Tố Trinh phất tay lớn tiếng kêu lên: Tiểu Bạch, bên này, bên này. Hành động này của Hứa Tiên dẫn tới ánh mắt không ít người. Mặc dù đây được coi là đại hội tương thân, nhưng cũng không ai hào phóng giống như nàng vậy a. À. Tất cả mọi người đều chỉ rè rặt thả hoa đăng, vớt hoa đăng. Mà khi Bạch Tố Trinh đi lên phía trước thả hoa đăng hai mắt mọi người lại càng tỏa sáng. nữ tử tuyệt sắc như thế khó trách nam tử kia hô to gọi nhỏ. lập tức ở bờ sông có không ít nam tử nuốt nuốt một ngụm nước miếng, gắt gao nhìn dung nhan rực rỡ của bạch tố trinh. còn có không ít người dục dích dõi theo hoa đăng bạch tố trinh thả. mẹ nó, hứa tiên vừa nhìn thấy tình cảnh này liền nổi giận, bỗng nhiên như làm ảo thuật từ phía sau lấy ra một cây gậy trúc thật dài, so với gậy trúc của mọi người xung quanh đều dài hơn không ít đủ để đưa tới tận giữa sông. Nhìn người chung quanh bộ dạng trợn mắt há hốc mồm, hứa tiên âm thầm đắc ý, muốn đoạt hoa đăng với ta, các ngươi còn non lắm. Hứa tiên cua cây gậy trúc trong tay cố gắng vất hoa đăng bạch tố trinh thả. Không biết thế nào sự tình lại đột nhiên có biến, đang lúc hứa tiên sắp vất được tới hoa đăng của bạch tố trinh, thì giữa sông đi tới một chiếc thuyền, trên thuyền có một nam tử đang đứng ăn mặc ngăn nắp chỉnh tề, thoạt nhìn phong độ phiêu phiêu, Đầu tiên là nở một nụ cười tự cho là tiêu sái mê người với Bạch Tố Trinh, sau đó xoay người định vớt lấy hoa đăng Bạch Tố Trinh thả. Chương 17, bị đánh lén rồi. Tiểu Thành thấy một màn như vậy, giận tím mặt, muốn xuất thủ dạy dỗ nam tử kia, ánh mắt Bạch Tố Trinh cũng trầm xuống. Song chưa đợi hai người ra tay, Hứa Tiên đã có động tác, cầm lấy cây gậy trúc trong tay nhắm thẳng tới bộ vị tư mật của nam tử đang khom lưng trên thuyền kia, không chút lưu tình đâm tới. Hét thảm một tiếng, Nam tử ăn mặc ngăn nắp bùm bùm rơi xuống giữa sông, khơi lên bọt sóng khổng lồ. Trông quanh một mảnh yên lặng, chúng nam tử đứng cùng Hứa Tiên ở bờ sông đều theo bản năng bưng kín cái mông của mình, còn đám nam tử bên cạnh nàng thì bất động thanh sắc di động chân, xê dịch ra xa nàng một chút. Tất cả mọi người đều ý thức được, cái thiếu niên thoạt nhìn thon gầy này tuyệt đối không phải loại lương thiện gì. Mà ở bờ bên kia Tiểu Thanh cùng Bạch Tố Trinh thấy động tác của Hứa Tiên, hóa đá rồi khóe miệng tiểu thanh run run, thầm nghĩ hứa tiên này quả nhiên không phải là người thường có thể hiểu được. Mà ánh mắt bạch tố trinh hơi sầm xuống, mặc dù người ngoài xem chừng hứa tiên bây giờ là nam tử. Nhưng nàng dù sao cũng là nữ tử, lại làm ra hành động khác người như vậy. Để cho ngươi mở mang một chút thế nào gọi là bảo hoa cúc. Hứa tiên tàn bảo cua cây gậy trúc từ trong kẽ răng nặn ra một câu. Quá, quá độc ác đi. Chấm ngoặc kép, bên cạnh một nam tử yếu ớt nói. Mặc dù không biết bạo hoa cúc là có ý gì, nhưng động tác vừa mới của hứa tiên đã rất tượng hình nói rõ ràng hàm nghĩa của mấy chữ này rồi. Hứa tiên quay đầu tàn bạo nhìn người nọ, hắn nuốt nuốt nước miếng, lui về sau hai bước. Độc cái gì mà độc, lại dám đoạt hoa đăng của nương tử ta. Ta đâm hắn coi như là nhẹ tay rồi. Sau khi nghe xong lời hứa tiên, mọi người lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó mọi ánh mắt hâm mộ bao vây hứa tiên, cô gái tuyệt sắc như vậy lại là thê tử của thiếu niên này đã thành thân còn tới chơi hoa đăng cái gì đột nhiên một giọng nói chua lòm vang lên đúng thế hại mọi người hiểu lầm một giọng nói không cam lòng khác vang lên cũng là chua muốn chết đáng thương nhất chính là cái người còn đang dưới sông kia có người bắt đầu đồng tình với nam từ dưới sông chẳng qua có đồng tình thật hay không còn chưa biết đúng vậy đúng vậy quá ghê tởm còn đánh người ta nữa có giọng nói bắt đầu trào dâng căm phẫn. Đúng vậy a à, quá ác độc. Lời này vừa ra liền có không ít ánh mắt không có hảo ý đặt ở trên người hứa tiên. Ngữ điệu buôn chuyện làm trò, từ từ biến thành sắc bén thảo phạt. Hứa tiên nắm cây gậy trúc trong tay, khóe miệng co giật, cảm thấy không khí chung quanh có chút không ổn. Nàng cuối cùng cũng hiểu, mình là tự khơi nguồn oán hận rồi. Hiện tại, vẫn nên nhanh chút chạy đi mới an toàn. Ném lại cây gậy trúc tiến vào đám người, sau đó chạy tới cầu hình vòm bên kia, tụ lại cùng Bạch Tố Trinh. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, chạy mau, hứa tiên chen chúc chạy tới, la hét, mang theo Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh vội vàng rời đi, lưu lại một bầy người ánh mắt bất thiện. Người thân là nữ tử không nên làm ra hành động như vậy. Bạch Tố Trinh một gương mặt tuấn tú đều là xương lạnh. Hứa tiên bĩu môi đang định nói, thì Bạch Tố Trinh lại thêm một câu, phải ra tay thì cũng là chúng ta. Hứa Tiên sau khi nghe xong nhích miệng cười, "Sau này ta không làm vậy nữa là được chứ gì." "Vậy thì tốt." Mặt Bạch Tố Trinh vẫn không chút thay đổi, nhìn không ra hỉ nộ. "Chen ra xa rồi." Hứa Tiên lúc này mới dừng lại. Nhìn hai người dung nhan tuyệt thế bên cạnh, trong lòng cảm thán thật đúng là hồng nhan hỏa thủy mà. "Trên người ngươi có mùi máu tươi, đã xảy ra chuyện gì?" Bạch Tố Trinh bỗng nhiên thấp giọng mở miệng, giọng nói có chút lạnh lùng. "A." À, người vậy mà vẫn người ra được à? Hứa tiên người người ống tay áo của mình, nàng làm sao người hoài không thấy tí mùi máu tươi nào vậy à? Phải rồi, trên người của ngươi sao lại có mùi máu tươi? Tiểu thanh cũng người ra. Nói ra thì dài lắm, hứa tiên trước hít vào một hơi thật sâu, rồi thở ra, chuẩn bị cân nhắc trên dưới, trầm giọng nói, thật ra thì. Chấm ngoặc kép, tiểu thanh mở to mắt nhìn chằm chằm đợi hứa tiên trả lời, bạch tố trinh cũng nhìn hứa tiên hứa tiên cười hắc hắc, thật ra thì, cũng không có gì để nói cả. Nói xong câu này, hứa tiên liền có ý xấu không thèm ngó vẻ mặt hai người, trực tiếp đi về phía trước. Hứa tiên, người muốn bị đánh có phải hay không? Tiểu thanh bị cái khẩu khí này làm nổi lên tò mò rồi lại không được giải đáp, khỏi nói xem trong lòng có bao nhiêu khó chịu. Tiểu bạch, người xem tiểu thanh kìa, hắn muốn bắt nạt ta. Hứa tiên lập tức tố cáo. Bạch Tố Trinh liếc mắt nhìn khuôn mặt ủy khuất của hứa tiên, ném ra hai chữ đáng đời. Nói xong cũng không để ý tới nàng nữa, lướt qua đi trước. Hứa tiên bĩu môi, cũng đi theo, nhưng trong lòng vô cùng sảng khoái, nói một nửa làm cho người ta xoắn suýt nhất. Hôm nay thế mà lại có thể khiến Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh đều dối rắm ha ha. Mấy ngày tiếp theo, hứa tiên vẫn ngoan hiền ở trong nhà. Tiểu Thanh vẫn mỗi ngày nấu cơm, còn Bạch Tố Trinh đại đa số thời gian đều ở thư phòng đọc sách. Khiến hứa tiên cảm thấy vô cùng nhàm chán. Còn tiếp tục như vậy, ta cũng sắp mốc meo rồi, phải tìm một vài chuyện gì đó làm mới được. Hứa tiên than thở, cái này giống với kỳ nghỉ định kỳ lúc nàng đi làm trước kia, mong ngóng đợi chờ kỳ nghỉ dài hạn để nghỉ ngơi, thế nhưng vừa chơi được vài ngày người đã trở nên rỗng tuyết rồi, lại muốn đi làm. Con người quả nhiên là loài động vật mâu thuẫn mà. Kể từ sau khi tới Cô Tô, hứa tiên cũng không ngủ cùng một phòng với bạch tố trinh nữa nâng cầm lên nhìn đám thỏ đứng bên chuồng ăn rau có chút xuất thần trong khoảng thời gian này cùng bạch tố trinh trung đụng làm cho tâm nàng bắt đầu nổi lên một chút biến hóa kỳ lạ nàng hình như càng ngày càng quen có sự tồn tại của bạch tố trinh hơn nữa hứa tiên hồi tưởng đến hành động ở hội hoa đăng của mình tại sao mình lại để ý đến việc hoa đăng của bạch tố trinh bị người khác vớt lên như vậy hứa tiên dùng sức gãi gãi đầu làm tóc rối hết cả lên, trong lòng phiền não không thôi. Không rõ tâm tư mình rốt cuộc là thế nào. Đang lúc hứa tiên rối rắm, thì một trận gió mạnh thổi qua, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm sáng choang, lao thẳng về phía mặt nàng. Hứa tiên thét trói tai một tiếng, trực tiếp lăn qua một cái, tránh thoát được một kích chí mạng này. Là ai đây? Hứa tiên kinh hoàng chưa hoàn hồn, nhìn về phía người đánh lén nàng. Vừa nhìn, nàng chợt sừng sốt, trước mắt là một nữ nhân xa lạ. Nữ nhân này lớn lên rất đẹp, nhưng vẻ mặt đằng đằng sát khí, ăn mặc vô cùng gợi cảm, váy bó sát người, bộ ngực lộ ra một mảnh tuyết trắng trói mắt, cánh tay cũng lộ một mảng lớn. Ở thời đại này, mặc thành như vậy, thật có chút kinh thế hãi tục rồi. Mà nữ tử đánh lén hiển nhiên không nghĩ tới hứa tiên lại có thể tránh thoát một kiếm này của nàng, cũng ngẩn ra. Ngươi là ai? Hứa tiên rất là khiếp sợ, dưới ban ngày ban mặt lại có người có sông vào nhà đánh lén mình. Mình hình như cũng không biết nữ nhân này đúng không, không tù không oán, làm sao lại muốn lấy mạng mình. Hơn nữa lại có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở trong hậu viện. Nữ nhân này, không đơn giản, hứa tiên lập tức nảy ra kết luận. Tiện nhân, chịu chết đi, ai ngờ, nữ nhân khiêu gợi này căn bản không để ý tới nghi vấn của hứa tiên, vùng bảo kiếm lại sông lên. Tiểu bạch, tiểu bạch, cứu mạng a hứa tiên hoảng loạn chạy về phía thư phòng vừa chạy vừa xé thanh kêu to mới chạy được mấy bước liền phát hiện chân của mình không nhúc nhích được hứa tiên mất thăng bằng mắt thấy sắp hung hăng bổ nhào xuống đất rồi hỏng bét đối phương không phải là người hứa tiên nhanh chóng nhận ra điểm này không có đau đớn như trong tưởng tượng lần này hứa tiên vừa vặn rơi vào một vòng tay ấm áp quen thuộc ngẩng đầu nhìn lên liền thấy khuôn mặt tuấn mỹ phóng đại của bạch tố trinh Chẳng qua lúc này trên mặt Bạch Tố Trinh là một tầng xương lạnh, đang nhìn nữ tử khiêu gợi vung kiếm kia. Bạch Tố Trinh, huynh, huynh lại thật sự thành thân với một con người. Nữ tử khiêu gợi vừa nhìn thấy Bạch Tố Trinh xuất hiện, lại nhìn Bạch Tố Trinh ôm hứa tiên, càng giận không kiềm chế được, một khuôn mặt xinh đẹp méo mó. Cốt, Bạch Tố Trinh chỉ lạnh lùng phun ra một chữ. Huynh, huynh lại đối xử với ta như vậy. Nữ tử kia cắn chặt môi, không căm lòng nhìn Bạch Tố Trinh trong mắt có đau lòng cùng tức giận. Đừng để cho ta phải nói đến lần thứ hai." Giọng Bạch Tố Trinh giống như hàn băng vạn năm, không có một chút nhiệt độ nào. "Bạch Tố Trinh, ta..." Chấm ngoặc kép, nữ tử Khiêu gợi không cam lòng lại kêu lên, nhưng còn chưa nói xong thì Bạch Tố Trinh đã động thủ. Hứa Tiên tựa vào trong ngực Bạch Tố Trinh, nhìn hắn một tay kết ấn, không chút lưu tình làm phép đánh tới nữ tử Khiêu gợi kia. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên nữ tử kia bị đánh trực tiếp gục trên mặt đất, miệng phun ra máu tươi. người nếu còn dám động thủ với hứa tiên, ta sẽ làm cho ngươi hồn phi phách tán. bạch tố trinh lạnh lùng nhìn nữ tử té trên mặt đất nói rõ ràng từng câu từng chữ. huynh, huynh lại đối với một con người. chấm ngoặc kép nữ tử khiêu gợi phun ra một ngụm máu tươi thật lớn, giọng nói tràn đầy vẻ không thể tin, thêm nữa là không cam lòng. lại nhìn về phía hứa tiên trong ngực bạch tố trinh, ánh mắt càng tràn đầy oán độc bạch tố trinh vẫn luôn kiêu ngạo như vậy bây giờ lại ôm một con người hơn nữa còn bảo vệ người đó đến thế điều này bảo nàng làm sao tiếp nhận nổi đây mà giờ khắc này hứa tiên cũng kinh ngạc nhìn khuôn mặt bạch tố trinh cứ nhìn như vậy trong lòng có cái gì đó bắt đầu nổi lên ánh mắt oán hận của nữ tử rơi vào mắt bạch tố trinh ánh mắt hắn lạnh lùng bắn thẳng đến ả bỗng nhiên trong nháy mắt vung lên vô số bạch quang tia sáng trắng từ trong tay bạch tố trinh bổ xuống hóa thành phi đao nhỏ bắn thẳng đến nữ tử khiêu gợi kia nữ tử khiêu gợi kinh hãi hiểu được bạch tố trinh đã nổi lên sát tâm nhặt bảo kiếm lên chật vật liên tục đón đỡ mặc dù chặn lại được phần lớn phi đao song trên người vẫn trúng không ít nữ tử khẽ cắn răng từ trên người lấy ra một vật ném mạnh lên mặt đất nhất thời vang lên một tiếng nổ thật lớn chung quanh lập tức tràn ngập sương mù khụ khụ chấm ngoặc kép sương mù dày đặc này hãi hứa tiên kịch liệt ho khan cổ họng giống như muốn bốc cháy nhưng cảm giác như vậy rất nhanh liền biến mất một bàn tay lành lạnh nhẹ nhàng che miệng cùng mũi nàng lại hứa tiên biết đây là tay của bạch tố trinh trong viện yên tĩnh lại nữ tử khiêu gợi kia đã sớm không thấy bóng dáng đâu hứa tiên lại cảm giác tim mình đập rất nhanh sương khói tản đi thật ra cũng không mất bao lâu nhưng hứa tiên nhưng cảm thấy lâu như thiên sơn vạn thủy vậy ngươi không sao chứ bạch tố trinh buông tay ra cúi đầu Nhìn Hứa Tiên nhẹ giọng hỏi. "Không sao, không có việc gì. Tiểu Bạch, nữ nhân kia là ai vậy?" Hứa Tiên lắp bắp trả lời, bỗng cảm thấy mặt mình càng ngày càng nóng. "Đại ca, xảy ra chuyện gì vậy?" Đột nhiên, giọng Tiểu Thanh chen vào. Hắn nghe được tiếng nổ ở hậu viện, cũng lật đật chạy tới. "Không có gì, chỉ là một con cóc nhỏ mà thôi." Bạch Tố Trinh nhàn nhạt nói. Hứa Tiên sau khi nghe xong lời của Bạch Tố Trinh thì kinh ngạc không thôi con cóc nhỏ. Chẳng lẽ, chẳng lẽ là cóc tinh vương đạo linh, nữ tử khiêu gợi đó lại là vương đạo linh sao? Hơn nữa, nhìn ánh mắt nàng kia u hoán, rõ ràng là thâm tình thắm thiết đối với tiểu bạch. Đáng tiếc hoa rơi hữu y nước chảy vô tình a à. bạch tố trinh đối với nàng ta hiển nhiên không có một chút ý tứ, hơn nữa còn cực kỳ không kiên nhẫn. Con cóc nhỏ, tiểu thanh cao mày, rất là nghi ngờ, ánh mắt rời đến trên người hứa tiên ở trong ngực bạch tố trinh, hứa tiên đây là làm sao? a, à, ta, ta không sao. hứa tiên tránh khỏi vòng ôm của bạch tố trinh muốn chạy ra, nhưng không ngờ choi buộc trên chân còn không chưa dài, vừa rời khỏi tay bạch tố trinh, cả người liền thẳng tắp té xuống đất. bạch tố trinh nhẹ nhàng đưa tay, một tay kéo nàng vào trong lòng. nhất thời, mặt hứa tiên đỏ lên giống như tôm luộc, đầu óc lúc này cũng hoàn toàn trống rỗng. là con cóc tinh vương đạo linh. Tiểu Thanh nhìn một đạo lục quang trói buộc hai chân Hứa Tiên sắc mặt sầm xuống. À thật đúng là âm hồn không tan, lại còn cuốn tới tận đây. Thật là Vương Đạo Linh. Hứa Tiên sợ run cả người. Nam tử trung niên tục tiểu dâu ơ dài ngoằng trong phim kia thật sự không cách nào sánh bằng nữ tử ăn mặc khiêu gợi mới vừa rồi a. À. Chỉ có một điểm giống nhau, đó chính là tình ý của Vương Đạo Linh đối với Bạch Tố Trinh. Ừm, Bạch Tố Trinh nhàn nhạt trả lời. Trong nháy mắt vung tay lên đã giải đi chói buộc trên chân Hứa Tiên, lúc này mới buông Hứa Tiên ra, ả mới vừa rồi thiếu chút nữa giết Hứa Tiên. Đệ cảm thấy ả sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu. Tiểu Thanh sau khi nghe xong lời Bạch Tố Trinh nói, đầu tiên là lo lắng nhìn Hứa Tiên một chút, xác định Hứa Tiên không có chuyện gì, lúc này mới to mày, trong mắt hiện lên một cỗ sát khí tàn bạo, không bằng đệ đi giết ả, là xong hết mọi chuyện, tránh cho ả lại tới dây dưa. Bạch Tố Trinh không có lên tiếng, rõ ràng là tán thành lời của Tiểu Thanh. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 18, dối dắm. Tiểu Thanh vừa dứt lời liền tung người một cái, thân ảnh thoáng chốc biến mất. Hậu viện lớn như thế chỉ còn lại hai người Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên. Một lúc lâu, hai người vẫn im lặng, suy nghĩ của Hứa Tiên vẫn còn rối tinh dối mù, tim đập dữ dội. Trên môi tựa hồ còn lưu lại xúc cảm ngón tay của Bạch Tố Trinh. Một hồi lâu, Hứa Tiên mới cúi đầu nói, "Cái kia, Tiểu Bạch, cảm ơn ngươi đã cứu ta." Chấm ngoặc kép. "Không cần nói cảm ơn, đây vốn là chuyện do ta gây nên." Bạch Tố Trinh mặt không chút thay đổi, nhàn nhạt, nhạt nói. Hai người lại trầm mặc, không khí có chút không tự nhiên. Chuyện như vậy sẽ không phát sinh lần nữa, giọng Bạch Tố Trinh hơi trầm. "A, à, à, ừm." Hứa Tiên không biết nói gì cho phải, vội đáp qua loa giọng nói Bạch Tố Trinh không có gợn sóng gì, nhưng nàng lại nghe ra tự trách cùng kiên định trong đó. Là do mình ảo giác sao? Hứa tiên có chút mơ hồ, ngẩng đầu nhìn Bạch Tố Trinh, vừa nhìn lên đã bắt gặp cặp mắt trong suốt xinh đẹp kia, cũng đang nhìn nàng. Hứa tiên vội vàng rời mắt, tim lúc này càng đập nhanh hơn. Bạch Tố Trinh vẫn nhìn chằm chằm hứa tiên, trong mắt ẩn hiện một loại biểu tình không tên. Cái kia, ta, ta đói bụng, đi nhà bếp tìm cái gì ăn một chút. Một lúc sau, hứa tiên không có chi khi nói ra một câu không đầu không đuôi, dứt lời liền chạy về phía nhà bếp. Bạch Tố Trinh đứng ở phía sau, nhìn bóng lưng hứa tiên, bỗng nhiên nhè nhẹ phun ra một câu, nhà bếp không phải ở phía đó. Hứa tiên lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã. Đứng vững lại rồi chạy nhanh hơn, trở về phòng của mình đóng cửa không ra nữa. Bạch Tố Trinh một mình lặng lặng đứng ở hậu viện, chậm rãi vươn tay, nhìn lòng bàn tay của mình mới vừa rồi hắn thực sự tức giận khi trông thấy vương đạo linh ra tay muốn giết hứa tiên thì hắn hoàn toàn nổi giận rồi tâm vẫn luôn bình tĩnh vậy mà mới vừa rồi lại thật sự nổi giận đại ca bỗng nhiên giọng tiểu thanh vang lên bên tai bạch tố trinh giật mình ngẩng đầu nhìn tiểu thanh ở trước mặt hắn thế nhưng lại không phát hiện tiểu thanh trở lại xuất hiện ở trước mặt lúc nào lần đầu tiên không có cảnh giác như thế chạy rồi bạch tố trinh khôi phục thái độ bình thường nhàn nhạt hỏi. Vâng, Tiểu Thanh có chút ảo não trả lời. Không sao, lần sau sẽ làm cho à hồn phi phách tán. Bạch Tố Trinh cũng không để ý tới trong giọng của mình có mang theo một tia âm độc tàn bạo. Tiểu Thanh sửng sốt, chợt cau mày gật đầu, dạ. Chẳng qua đệ nếu một mình gặp phải à thì phải cẩn thận, chờ thương thế à tốt lên rồi cũng sẽ không dễ dàng đối phó như thế đâu. Bạch Tố Trinh nhàn nhạt nói rồi xoay người rời đi. Bỏ lại Tiểu Thanh một mình đứng đó ngẩn người. Đây là chuyện gì xảy ra nha? Đại ca lúc nào cũng lạnh lùng lại có thể nói dài như vậy, quan tâm hắn như vậy. Tiểu Thanh đứng được tại chỗ thẫn thờ một lúc lâu, hắn cảm thấy được Đại ca thay đổi, nhưng thay đổi như vậy liệu có tốt không? Đối với những kẻ theo đuổi thiên đạo như bọn họ, thay đổi như thế sẽ tốt sao? Vẫn không ra ăn cơm, Bạch Tố Trinh ngồi ở bên bàn, nhìn bát đũa mình xếp bên cạnh, hỏi Tiểu Thanh: vâng gọi mấy lần rồi nàng bảo muốn chúng ta phần lại cho nàng tối nàng tự xuống phòng bếp ăn tiểu thanh cao mày bất đắc dĩ trả lời cũng không biết hứa tiên làm sao đột nhiên tự ra mình ở trong phòng không chịu ra bạch tố trinh khẽ nhíu mày cuối cùng cũng không nói gì thế nhưng ngày thứ hai vẫn vậy hứa tiên vẫn không ra khỏi phòng ngày thứ ba cũng vẫn như cũ nàng ấy bị làm sao vậy a à? chẳng lẽ hôm đó bị con cóc tinh kia dọa sợ rồi Tiểu Thanh suy đoán, Bạch Tố Trinh không nói gì, nhưng lại biết rõ tuyệt đối không phải là nguyên nhân này. Vậy thì, nàng rốt cuộc làm sao đây? Lúc này hứa tiên đang mang bộ dạng rối rắm ngồi ở bên cửa sổ, ngẩng đầu đờ đẫn nhìn trời. Nàng mấy ngày qua không ra khỏi phòng, là do nàng đang tránh mặt Bạch Tố Trinh. Bởi vì nàng phát hiện, mình thật giống như có chút thích thích tên tiểu bạch mặt lúc nào cũng không chút biểu cảm kia rồi. Hứa tiên rất dối rắm Mấy ngày qua Mặc Kệ là mở mắt hay là nhắm mắt, trong đầu vẫn chỉ tràn đầy hình bóng Bạch Tố Trinh. Như vậy mà nàng vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra thì nàng đúng là quá ngu rồi. Mặc dù chỉ số tình cảm của nàng không cao, nhưng nhất định là số dương, tuyệt không phải số âm. Mùa hè chậm rãi trôi qua, khí trời thu dần dần kéo tới. Thời tiết cuối hè vẫn còn có chút nóng bức, cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua cửa sổ, lay động mái tóc của Hứa Tiên, nàng hồn nhiên không phát hiện ra chỉ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng của nàng rất loạn, nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có lúc mình thật sự thích Bạch Tố Trinh. Nàng không thuộc về thế giới này, thậm chí đoạn nhân duyên này cũng không thuộc về nàng. Nếu Bạch Tố Trinh biết nàng không phải vì ân nhân hứa tiên mà hắn muốn tìm kia thì sao? Nàng không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ tới. Nhà, chấm ngoặc kép, hứa tiên vươn tay tự lẩm bẩm một mình, nhẹ nhàng qua một cái vào khoảng không, nhưng cái gì cũng không bắt được nhà ở đâu, mình khi nào mới có thể trở về nhà. Lần đầu tiên cảm giác cô độc lại len lỏi tới mãnh liệt như vậy. Đối với Tiểu Bạch mà nói mình là gì, còn đối với mình thì Tiểu Bạch lại là gì đây? Hứa tiên nhất thời có chút mờ mịt, tay chậm rãi đặt lên ngực, tại sao, ở nơi này lại có chút đau? Hắn chăm sóc mình, hết thầy cũng chỉ bởi vì mình là ân nhân của hắn thôi sao? Quả nhiên, trong tình cảm, người nào dao động trước thì người đó liền thua. Hứa tiên cười khổ, ánh mắt có chút chua xót. Người rốt cuộc, làm sao vậy? Bên tai đột ngột vang lên giọng bạch tố trinh, trong trẻo dễ nghe. Lại là ảo giác sao? Hứa tiên giật giật khóe miệng, tự diễu cười. Người cười rất khó coi, giọng nói trong trẻo lại vang lên lần nữa. Hứa tiên giật mình, đây không phải là ảo giác sao? Chợt quay đầu lại, liền thấy Mỹ Nam áo trắng chắp tay, lặng lặng đứng phía sau nàng. Không phải Bạch Tố Trinh thì còn ai vào đây? Hắn thế nhưng lại đột nhiên im hơi lặng tiếng xuất hiện phía sau nàng. "Ngươi, ngươi đi vào lúc nào? Sao không gõ cửa?" Hứa Tiên hơi lắp bắp hỏi, nàng theo bản năng che ngực, nàng mới vừa rồi muốn hóng mát nên lộ ra một mảng lớn da thịt. "Phẳng, không cần che." Khuôn mặt tuấn mỹ của Bạch Tố Trinh không chút biểu cảm, nhàn nhạt phun ra một câu như vậy. Hứa Tiên lập tức phát hỏa, "Ngươi đi ra ngoài cho ta!" chỗ này của ta phẳng đó, thật xin lỗi ngươi nha. Nói xong, hứa tiên lại choáng váng, lời này, thật dễ làm cho người ta nghĩ trạch đi mà. Bạch Tố Trinh nhìn hứa tiên thẹn quá hóa giận, vẫn không nhúc nhích, bỗng nhiên nhẹ giọng nói, nếu ngươi nhớ nhà, ta dẫn ngươi trở về thăm một chút. Chỉ một câu này thôi, nước mắt hứa tiên liền tí tách chảy xuống. Nhà, mình còn có thể trở về sao? Ngôi nhà thực sự của mình bạch tố trinh giật mình nhìn hứa tiên khóc không rõ vì sao đột nhiên nàng lại như vậy thật ra thì hắn đã sớm đi vào mới vừa rồi cũng nghe thấy hứa tiên lẩm bẩm tự nói nhìn vẻ cô đơn trên mặt nàng trong lòng hắn vậy mà lại có một tia đau đớn tiểu bạch nếu như ta không phải hứa tiên ngươi còn có thể đối tốt với ta như vậy hay không hứa tiên lau nước mắt trên mặt nhìn chằm chằm bạch tố trinh hỏi Bạch Tố Trinh sừng sốt, không để ý tới sự bất an và chờ đợi trong mắt hứa tiên, chỉ có chút không hiểu nói, ngươi chính là hứa tiên mà. Hứa tiên nghe vậy, cười, chẳng qua là trong nụ cười có thứ gì đó, khiến trong lòng Bạch Tố Trinh bất an. Ừ, ta hiểu rồi. Tiểu Bạch, người đi ra ngoài đi. Buổi trưa ta sẽ ra ngoài ăn cơm. Hứa tiên xoay người, nhẹ nhàng nói, không để cho bạch tố trinh nhìn thấy vẻ mặt lúc này của nàng. bạch tố trinh do dự nhẹ nhàng nói được rồi đẩy cửa đi ra ngoài. hứa tiên đứng ở cửa sổ hít vào một hơi thật sâu đem nước mắt sắp chảy ra lần nữa nén trở về cười lên ngu ngốc người rốt cuộc đang mong chờ cái gì đây không phải là của ngươi thì vĩnh viễn cũng sẽ không thuộc về ngươi đâu. chấm ngoặc kép buổi trưa Hứa tiên quả nhiên đi ra ăn cơm. Lại là bộ dạng tùy tiện kia, cùng tiểu thanh hì hì hà hà. Xong Bạch Tố Trinh lại cảm thấy hứa tiên tự hồ có chút khác với ngày thường, nhưng rốt cuộc khác ở đâu thì hắn lại nghĩ không ra. Ăn xong cơm trưa, hứa tiên định đi ra ngoài. Đi đâu vậy? Bạch Tố Trinh nhàn nhạt hỏi. Đi xem một chút có chuyện gì thích hợp cho ta làm hay không? Hứa tiên cười hì hì nói. Ngươi không cần làm việc cũng được. Giọng Bạch Tố Trinh bình tĩnh không chút gợn sóng. Cứ nhàn rỗi mãi rất nhàm chán. Tìm chút chuyện làm tốt hơn, hơn nữa cũng không thể cứ mãi dùng tiền của ngươi được. Hứa tiên nghiêm túc trả lời, rồi quay đầu nhìn Tiểu Thanh, buổi tối ta muốn ăn thật ngon nha, làm một phần thịt bò dầm tương đi. Ăn mập chết ngươi đi, bây giờ mới vừa ăn trưa xong ngươi đã bắt đầu nghĩ tới cơm tối rồi. Tiểu Thanh ánh mắt khinh bỉ nhìn Hứa Tiên tức giận nói: "Ha ha, có thức mới vực được đạo mà. Ta đi đây." Hứa Tiên cười ha ha đi ra cửa. Tiểu Thanh nhỏ giọng thầm oán trong miệng, cái tên này chỉ có biết ăn thôi, rồi thu dọn bàn. Còn Bạch Tố Trinh thì ngồi một bên, không biết đang nghĩ cái gì. Đi trên đường cái, Hứa Tiên có chút mê mang, trong lòng bị cảm giác cô độc gặm xé càng nhiều cứ tiếp tục như vậy thật không ổn chút nào hứa tiên nhẹ nhàng than thở nhưng mình làm sao mới trở về được đây chi bằng tìm quan âm đại sĩ hỏi một chút trước kia nàng không tin thần linh nhưng ở thế giới này nàng biết thần linh thật sự tồn tại hứa tiên tìm người hỏi thăm xem miếu quan âm ở đâu rồi vội vàng đi tới miếu quan âm hứa tiên phát hiện nơi này hương khói nghi ngút cửa có không ít quán hàng bày bán nhang đèn còn có quầy coi bói. Hứa tiên đánh giá chung quanh, không để ý phía trước, thiếu chút nữa đụng vào người ta. Người đi đường kiểu gì vậy? Lỡ đụng phải phu nhân của chúng ta, người đảm đương nổi sao? Một giọng nữ có chút hồn hển giống lên. Dứt lời hứa tiên liền cảm thấy mình bị người ta đẩy ra. Sau khi thấy rõ ràng tình huống trước mắt, mặt hứa tiên liền biến sắc, trước mắt là phu nhân đang mang bầu bụng đã rất lớn rồi. Bên cạnh là hai nha hoàn, một người đỡ, một người đang chống nạnh căm tức nhìn hứa tiên. Vị phu nhân ăn mặc chỉnh tề, trang sức trên đầu vừa nhìn cũng biết không phải đồ bình thường, mà quần áo của hai nha hoàn so với nha hoàn nhà bình thường tốt hơn nhiều lắm. Xem ra lai lịch vị phu nhân này không hề nhỏ chút nào. Thật xin lỗi, thật sự thật xin lỗi, cũng là lỗi của ta, ta không có nhìn đường. Hứa tiên vội vàng xin lỗi, thiếu chút nữa đụng phải phụ nữ có thai, đây cũng không phải chuyện đùa đâu à. Nói xin lỗi là coi như xong sao? Người có biết phu nhân nhà ta là ai không? Phu nhân nhà ta là phu nhân chi phủ, nếu lão gia mà biết nhất định sẽ. Nhà hoàn trống hôm kia không thuận theo bỏ qua mà la mắng hứa tiên. Hứa tiên không lên tiếng, dù sao cũng là lỗi của nàng phụ nữ có thai đúng là đối tượng quan trọng cần phải bảo vệ được rồi tiểu mai vị công tử này cũng không phải cố ý hơn nữa hắn cũng đã xin lỗi rồi ngươi đừng tiếp tục quở mắng không tha người ta nữa vị phu nhân mở miệng ngăn cản nha hoàn giọng nói nhẹ nhàng dịu êm làm cho người ta không khỏi nổi lên hào cảm phu nhân thật sự xin lỗi hứa tiên áy náy xin lỗi nếu như vị phu nhân này thật sự bị mình đụng phải thi thảm rồi. Không có chuyện gì, ta cũng nhìn ra là công tử tự hồ có tâm sự. Mặc dù không biết công tử rốt cuộc phiền não chuyện gì, nhưng người hiền ắt sẽ có trời phù hộ, không có chuyện gì là không giải quyết được. Phu nhân cười ôn nhu, nhẹ nói. Hứa Tiên ngẩn ra, nhìn nụ cười thiện ý trên mặt đối phương, cười khổ gật đầu, đa tạ phu nhân khuyên bảo phu nhân gật đầu cùng hai nha hoàn rời đi hứa tiên nhìn bóng lưng ba người trong lòng cảm thán này vị phu nhân này thật là thiện lương nghe khẩu khí nha hoàn kia thì thân phận của nàng cũng không thấp chi phủ phu nhân chờ một chút hứa tiên giật mình một cái chi phủ phu nhân còn có cái bụng lớn kia chẳng lẽ là thê tử chi phủ tô châu trần luân chính là cái người mang long phượng thai kia cái thế giới này thật đúng là nhỏ hứa tiên lắc đầu đi về phía cửa miếu phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn